Thanh Tùng gửi lời chào tới ngồi quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News. À không, Hot Tips với Thanh Tùng. Hot Tips với Thanh Tùng ngày hôm nay xin được giới thiệu khách mời trong chương trình. Đó là bà chị xinh đẹp Ngân Hà. Ngân Hà thân ái chào tất cả các khán giả của Net Việt TV. Bên tay phải Thanh Tùng, con gái Thanh Thảo. Thanh Thảo xin lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Net Việt TV. Chương trình ngày hôm nay mang đến quý vị rất nhiều thông tin bảo đảm hấp dẫn vô cùng. Thí dụ, những thông tin về cảnh báo bị lừa gạt mùa thuế. Quý vị ơi, cảnh báo bị lừa gạt qua mùa thuế ra sao? Và cảnh báo người Việt lừa người Việt qua điện thoại ra sao? Với lại, những thông tin liên quan tới việc những ai là nạn nhân của cái trận bão vừa qua tiểu bang Cali, xin đừng quên quý vị chẳng những đang được hỗ trợ tiền để cho vay, mà quý vị đang được hỗ trợ là giảm thuế, cái thuế bất động sản á, quý vị sẽ được giảm thuế bất động sản nữa. Nhưng làm sao để biết chương trình, làm sao ghi danh? Chúng tôi sẽ mang đến quý vị những thông tin này. Nhưng trước hết sự giới thiệu bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng vào giờ này. Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với vịt quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và party tray các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Vietnam Town trên đường Story Road San Jose, 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza, 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trong thời gian này, mua 2 sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408-528-9297. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Vietnam Town, San Jose. Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, đóng cửa thứ tư hàng tuần. 408-217-9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lẻ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh. Chi nhánh 1648 Tolly Road 408-270-1027, chi nhánh 1912 Avon Road 408-528-6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408-586-9999. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand Century Mall San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân dã Việt Nam, đang cần nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408-277-0922. Andy Garden, chuyên cung cấp sỉ và lẻ cho tất cả các loại cây nhiệt đới và citrus như cam, chanh, quýt, bưởi và tắc. Để cảm tạ quý khách đã và đang ủng hộ Andy Garden trong suốt thời gian qua, chúng tôi sẽ giảm 10% cho quý vị mua trên 600 đồng hoặc tặng một cây có giá trị tương đương. Quý vị muốn tìm những cây độc, lạ, hiếm và khỏe mạnh, hãy đến với Andy Garden. Chúng tôi có ship xuyên bang và delivery khách hàng ở San Jose và các vùng lân cận. Chúng tôi còn có bán đất Ford Farm, Ready Ground là loại đất hầu hết nhà vườn Mỹ sử dụng. Có chậu 15, 20, 25, 45, 50 gallon. Andy Garden, 3861 Sharkway, San Jose, điện thoại 408-387-2037. Rồi. Trước khi mang đến có những thông tin hấp dẫn đầu tiên vẫn phải là vào bếp với chị Ngân Hà và Thanh Thảo. Đầu tiên chị Ngân Hà. Ngày hôm nay Ngân Hà cũng muốn chia sẻ với quý vị một món ăn cũng của Thái Lan luôn. Gọi là salad miến trộn hải sản. Rất là ngon luôn của Thái nha quý vị. Nhưng mà tại vì á, Ngân Hà thấy nó là một cái món salad. Thường là salad là mình chỉ ăn nghĩa là lúc đầu thôi. Nhưng nó cũng có thể thay thế món chính. Là tại vì nó đầy đủ hết chất dinh dưỡng. Thứ nhất miến là nó có tinh bột này với đường phải không? Rồi á, rau củ quả là những cái vitamin. Và cái thứ ba là cái gì phải không? Cái protein ở trong đó là gồm mực với lại tôm. Cho nên ngày hôm nay Ngân Hà muốn chia sẻ với quý vị món này làm rất nhanh và rất dễ. Đầu tiên hết á, thì quý vị mua miếng. Thường Ngân Hà hay mua sử dụng cái miếng đen á. Tại cái miếng đen nó có cái độ dai, nó bự nhưng mà nó có cái độ dai rất là ngon. Thì á, Ngân Hà ngâm trước cỡ 10-15 phút. Sau đó đó mình mới bắt nước sôi lên để mà mình trụng nó, để cho nó mềm đi. Mà nhớ là khi đó mình nhớ bỏ một cái viên gọi là bột nêm lẩu Thái. Bỏ vô một cái viên bột nêm lẩu Thái để mà mình trụng cái miếng đó. Rồi khi trụng vậy mình lấy ra là nhớ, quý vị nhớ là phải cho nước lạnh vô để cho cái miếng nó thun, nó săn trở lại á, nó sẽ rất là dai. Rồi mình cắt cỡ 15cm thôi chứ đừng có để dài quá, mình trộn với miếng khó ăn đó. 15 rồi mình để ráo ở đó, rồi cũng cái nước đó mình luộc tôm cũng như là mực.
thì tôm với mực á, mình nó rất là mau chín cho nên mình phải luộc nhanh, chứ mình đừng có để nó lâu quá thì nó sẽ bị dai và nó mất đi cái chất ngọt của cái hải sản đó. Thì khi vậy rồi mình cũng lấy ra, tôm thì mình lột vỏ, còn mực á thì mình cắt khoanh 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 rồi mình cũng để đó một lát. Hồi nữa bây giờ cái nước chấm mới là quan trọng. Cái nước lúc nào cái nước trộn gỏi cũng là cái nước quan trọng nhất. Thì Ngân Hà muốn chia sẻ với quý vị làm nó cũng rất là đơn giản mà nó sẽ rất là ngon. Nó theo cái kiểu Thái một chút cho nên nó có vị chua nhiều hơn, nhưng quý vị đừng lo nó chua chua, chứ mà mình ăn nó rất là bắt luôn á, nhất là những người nhậu là bắt ngồi kinh khủng luôn. Làm như Ngân Hà làm nha, là một muỗng canh nước mắm, một muỗng canh đường và hai muỗng canh chanh đó, nghĩa là chanh nó phải nhiều hơn như vậy luôn, và một chút xíu muối. Ngân Hà cứ nói hoài tại sao mình cho muối, tại vì muối nó rất là quan trọng, nó làm cho cái gỏi nó không có bị chảy nước là nhiều đó, cho nên phải có một chút xíu muối vô trong đó rồi á hả. Cái quan trọng thứ hai mà Ngân Hà muốn chia sẻ với quý vị là sau khi mình bỏ hỗn hợp đó rồi, mình phải cho thêm một viên mà lẩu, bột nêm lẩu Thái mình cho vô đó để làm chi, để rồi mình cho mình khi mà nhớ là đừng có cho nước nha, mình hòa tan cái hỗn hợp đó, thì mình hòa tan cái hỗn hợp đó mình cho, nghĩa là cái nước mắm đó nó có thể là nó hòa tan được, hoặc là nếu mà mình thấy nó hơi đặc hơi sệt thì mình cho chút xíu nước thôi, hòa tan cái hỗn hợp đó, rồi mình giã tỏi với ớt mình để riêng một bên. Còn cái rau củ quả là gồm có cà rốt, cà rốt thì mình cũng bào sợi rồi cần tay, nhưng mà loại cần nhỏ đó chứ không phải là cái cần mà cái cây lớn, cần nhỏ để mình lấy cái lá luôn, mình cắt khúc khúc như cỡ 5 cm. Rồi hành tây với lại hành tím. Hành tây với hành tím thì quý vị giống như cà rốt đó, quý vị ngâm ở trong nước để cho nó bớt đi cái mùi hăng của hành á, nhưng mà cho chút xíu muối vô. Rồi sau khi mình lấy ra, mình ngâm cỡ 15 phút mình lấy ra, mình để ráo và bắt đầu mình trộn. Mình cứ bỏ từ món vô đầu tiên hết đó là miếng, mình cho chút xíu nước nó vô, mình cái nước mà cái nước sốt đó, mình trộn rồi mình cho rau củ mình trộn, và cuối cùng thì cho tôm với lại thịt, tôm với lại mực mình trộn lên, rồi mình cho mấy cái rau mà gọi là rau húng lủi nè, đó là hay là rau răm, rồi đó mình cắt khúc 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 vậy mình trộn lên để cho nó có mùi thơm, để dậy mùi thơm, và mình cho chút hành phi và đậu phộng. Bảo đảm mình sẽ có một món miếng rất là ngon, ăn như là món chính luôn. Nhà Hà ăn là thấy ngon kinh khủng luôn, mấy đứa nhỏ đấy. Sau đó giờ mình cứ nghe salad là mình cứ tưởng là ăn, nghĩa là ăn chơi thôi. Nhưng mà cái món này có thể ăn như là một món chính rất ngon. Tức là, nhưng mà ăn như vậy là ăn cái kiểu ăn nguội á, chứ không có nóng. Đúng rồi, nguội. Thì mình trộn với salad luôn, ăn nguội đó. Cái kiểu này chưa bao giờ ha, chưa bao giờ thử. Em có nghe cái miếng mà ăn nguội thì có một số. Có một nhất là miếng mà ăn theo kiểu của Hàn Quốc, là ăn nguội như vậy. Còn đây là kiểu miếng của Thái Lan, miếng trộn Hàn Quốc. Còn đây là kiểu của Thái Lan, và đặc biệt không có một miếng thịt nào hết. Chỉ là hải sản với lại rau củ thôi. Giờ cho nghe có gì hấp dẫn đó, có gì có thể thử vào cuối tuần này. Cảm ơn chị Ngân Hà, Thanh Thảo. Ngày hôm nay Thanh Thảo cũng muốn chia sẻ đến quý vị một món ăn cũng rất là lạ. Thanh Thảo nghĩ là rất là lạ thưa quý vị. Như quý vị cũng biết, cà tím, cà dài, cà tím đó là một loại thực phẩm rất là tốt cho sức khỏe của mình. Ngoài việc mà người ta nghiên cứu là cà tím có thể chống oxy hóa, ngừa ung thư, thì cà tím chế biến rất là ngon. Ngày hôm nay thì Thanh Thảo chia sẻ quý vị món cà tím cuộn thịt. Lạ lắm quý vị. Cà tím quý vị mua về thì quý vị lựa một trái cà tím nó tương đối dài tí xíu, đừng có ngắn quá, nó phải khoảng 30 cm trở lên quý vị ha. Sau khi quý vị cắt đầu đuôi xong rồi, quý vị giúp cho anh Thảo, quý vị bào theo chiều dọc của miếng cà tím, bào thật mỏng từng miếng như thế này nè, rồi quý vị ngâm vào nước giùm anh Thảo với một muỗng muối để mình để sang một bên. Sau một phút thì quý vị vớt ra để cho thật là ráo nha quý vị. Tại vì mình cuộn với thịt thì quý vị làm cái sốt thịt như thế này nè. Mình làm một phần thịt và xin lỗi, hai phần thịt và một phần tôm đi quý vị, tùy theo cà tím nhiều hay ít ha. Rồi quý vị cho vào đó giùm Thanh Thảo nè, một muỗng cà phê bột năng, một cái trứng gà, tiêu, muối, đường, bột nêm, cho vào tí xíu dầu mè nữa. Rồi quý vị trộn đều sẽ ra một cái hỗn hợp nó hơi sền sệt tại vì có trứng gà và bột năng. Rồi quý vị sẽ dùng cái hỗn hợp đó quý vị
chét lên cái lát cà tím mỏng thiệt là mỏng quý vị ha. Nhớ đừng có làm lan ra hai bên, thì mình sẽ khi mình cuốn là sẽ tràn ra ngoài, mình cho nó vào chính giữa thôi. Sau đó việc cuộn là từng cuốn như hoa hồng vậy đó, từng cuộn, từng cuộn, từng cuộn, đặt sang một bên. Quý vị dùng bột chiên giòn á quý vị thấm đều. Bây giờ nè, thấy cái phần này hấp dẫn nè, cái bột chiên giòn thấm đều, nhau khoan đã. Sau ít phút quảng cáo, Thanh Thảo trở lại tiếp tục chỉ quý vị cái món hấp dẫn này, quý vị nhớ đón xem. Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Thưa quý vị, ở phần 2, chúng tôi tiếp tục mời quý vị lắng nghe Thanh Thảo kể cái món cũng lạ ha, chú vị ha. Cà tím mà cuốn với thịt và tôm, rất là hấp dẫn. Hồi nãy trước khi phát quảng cáo là kể tới chuyện là mình rưới cái hỗn hợp đó lên trên cái miếng cà tím, bây giờ đang chuẩn bị chiên nè, chiên sao? Ok, quý vị sẽ lấy bột chiên giòn ha, quý vị sẽ lấy từng cái củ cà tím đó, quý vị áo phủ đều để sang một bên. Với bột để sang bên. Nên lấy bột gì? Bột chiên giòn á quý vị, ở ngoài chợ là có bán sẵn bột chiên giòn, quý vị không cần nêm nếm như thêm hết. Và bột khô nha quý vị, chứ mình không có dùng bột mà mình làm ra lỏng. Rồi sau đó quý vị bắt chảo lên chiên, thì thường thường mình chiên món này thì tao khuyên quý vị cho khoảng nửa phần dầu ngập cái miếng cà tím. Thì mình chiên bên đây thật là giòn rồi, thì mình lật sang bên kia sang ra, sau đó quý vị gấp riêng. Tới đây thì quý vị cũng đã có thể chấm tương ớt để lai rai và chai bia rồi. Tuy nhiên Thanh Thảo muốn chia sẻ thêm nữa là quý vị, nếu quý vị ăn với cơm nóng thì Thanh Thảo chia sẻ về cái sốt. Cái sốt như thế nào thưa quý vị? Sốt ra quý vị dùng hành tím và tỏi băm đó, rồi mình phi lên cho thơm tí xíu ha. Quý vị cho vào đó dùng cho Thanh Thảo nè, một muỗng dầu hào, một muỗng nước mắm, một muỗng canh đường. Từ nãy giờ là một muỗng canh không nha quý vị, một muỗng canh dầu hào, một cái nước mắm, một muỗng canh đường, nửa muỗng bột nêm gà, một tí xíu tiêu, một muỗng canh tương ớt, một muỗng canh tương cà, 5 muỗng canh nước. Sau đó quậy tan cái hỗn hợp đó, bắt lên bếp mình nấu cho nó sền sệt lại, không cần bột, tại do tương ớt và tương cà đã làm cái hỗn hợp của mình nó sệt rồi. Quý vị rắc thêm hành sắc nhỏ lên, sau đó cái hỗn hợp đó quý vị rưới lên cái phần cà hồi nãy mình chiên. Quý vị ăn với cơm nóng, với miếng ớt rất là ngon. Vậy thì quý vị thử hai món mà chị Ngân Hà với Thanh Thảo kết hợp lại vào cuối tuần này, thì chúc cho cả nhà của mình ăn ngon miệng nha quý vị. Rồi, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa quý vị ơi, quý vị đang xem chương trình Hot Tips với Thanh Tùng, và chương trình này đã đến với quý vị được 3 năm. Chương trình này được 3 tuổi rồi quý vị. Nếu mà tính theo thời gian 3 năm thì chỉ là một con đường rất là ngắn ha. Chặng đường ngắn vô cùng, nhưng với tụi em, với chị Ngân Hà, với Thanh Thảo và Thanh Tùng, với ba chị em mà cùng làm việc với nhau trong chương trình như thế này cứ mỗi cuối tuần, thì tụi em được gặp gỡ quý vị đó, thì với ba chị em của tụi em là đầy kỷ niệm. Mà kỷ niệm nhiều nhất á, là nhận được sự thương yêu của quý khán giả của mình. Là bởi vì mình không chỉ phát hình trên đài Net Việt TV băng tần 16.6 ở cả vùng B area, mà mình còn phát hình ở trên YouTube của đài Net Việt TV nữa, cho nên lượng khán giả xem rất là đông, đông lắm luôn. Và cái mà khiến cho Thanh Tùng cảm thấy mà bất ngờ á, là tình thương của quý vị. Làm sao Thanh Tùng biết tình thương của quý vị? Chúng tôi nhận được lời nhắn, tin nhắn của nhiều quý vị lắm. Đặc biệt đó là sau khi ba chị em loan báo tin liên quan tới housing. Quý vị nhớ không, cách đây mình cũng 3 năm, mình loan báo về chương trình housing, lúc đó họ mở danh sách ra để họ nhận đơn ghi danh á. Thì ba chị em tụi em nhanh tay loan báo liền cho quý vị, rồi hướng dẫn cho quý vị làm sao mà lấy cái link đó về để điền đơn. Thì sau một thời gian, ba chị em tụi em mừng lắm, nhận được tin nhắn dồn dập báo rằng là nhờ xem chương trình Hot Tips với Thanh Tùng mà bây giờ gia đình tôi có housing để ở. Và đi khoe khắp nơi mà không phải một, nhưng quý vị rất nhiều gia đình. Trời ơi, tụi em mừng lắm quý vị. Em cũng muốn chia sẻ những cái kỷ niệm cũng rất là vui. Thanh Thảo nhiều khi đi ra ngoài đi ăn tiệc hoặc là gặp gỡ những người quen của mình á, thì cũng gặp một số người: trời ơi Thanh Thảo nè, cô có coi đài của con, trời cảm ơn. Thì Thanh Thảo nói lại, lặp lại lời: trời ơi, cái thằng Thanh Tùng sao mà nó tím, cái tiềm tính đâu mà nó hay quá quá vậy. Thì thật sự mà nó cũng có người không biết nó ủa là cái gì,
bà đang nói về chương trình gì vậy? Thì cô bà về bà coi nhà bà lên đài nét việc bà coi, hoặc là bà lên YouTube bà coi, bà sẽ có nhiều cái là phúc lợi từ đó lắm. Có nghĩa là khán giả mình, những người yêu thương mình truyền tay nhau để mà cùng vào xem chương trình. Thì phải nói rằng có một điều Thanh Thảo muốn chia sẻ cùng quý vị ở show trước á, Thanh Thảo, Anh Tùng và chị Ngân Hà có nói về vấn đề là 3 năm trôi qua và chúng ta sống cùng với đại dịch, đến bây giờ chúng ta đã gần như là có thể bước qua cái giai đoạn khó khăn nhất. 3 năm mình nghĩ như là một cái chớp mắt, nhưng mà đối với anh Thanh Tùng, chị Ngân Hà, Thanh Thảo ở Đài Nét Việt thì không một ngày nào mà chúng Thanh Thảo và đài đóng cửa cả. Ngày nào anh em cũng tới và làm những công việc đưa tin tức, đưa những cái thông tin rất là hữu ích đến quý vị khán giả. Đó là cái sự mà tự hào đối với anh Thanh Tùng, đối với chị Ngân Hà, với Thanh Thảo, đối với tất cả ekip của Đài Nét Việt TV, của đài Hot News Radio. Phải nói rằng Thanh Thảo khi mà nhắc đến điều này rất là xúc động, vì mình biết rằng là mình đã làm được cái gì đó cho cộng đồng, cho những cô chú anh chị em, và nhận được cái sự hồi âm là cô chú anh em rất là thương. Có cô nói là trời, tôi thương là Thanh Tùng ghê, mắc cười rất, nói như vậy nè: trời ơi, hỡi chị ký hả, cái thằng Thanh Tùng á mà cổ nói giống y chang theo cái voice, cái cách của anh Thanh Tùng. Cái điều đó là cái điều mà làm cho mình xúc động, tại vì người ta phải coi mình, người ta phải thương mình để người ta diễn tả được cái tâm trạng của mình luôn. Dạ ông, mới đây nè, mới cuối tuần thì Thanh Tùng về thăm ba với mẹ, chở hai ông bà đi chợ, đi cắt tóc, đi làm móng, rồi đi ăn trưa. Thì con ngoan mà có gì. Thì em vừa về tới nhà là em thấy mẹ em đứng trước cửa, rồi có một bà bác lá quát cũng đứng trước cửa. Và bác nói chứ tôi sống không phải ở đây, tôi sống tuốt cả cái khu kia kìa, mà tôi đi bộ. Mà đi bộ thì biết là nhà Thanh Tùng đây, ba má Thanh Tùng đây. Rồi tôi biết hôm nay Thanh Tùng thường thức cuối tuần về chở hai ông bà đi chợ, nên tôi đứng sẵn để tôi coi mặt. Thì thấy trên tivi mà hôm nay mới gặp ở ngoài. Mà công nhận gặp ngoài đẹp hơn trên tivi. Đa số các bác gặp con đều khen ở ngoài trẻ hơn trên tivi. Trên tivi nhìn đạo mạo quá, nhìn già quá. Dạ, các bác nói đúng đó. Rồi các bác cũng nhắc lại. Dạ. Trời ơi, tao nhớ hoài à, mày lên tivi mày nói rằng là trời ơi các bác ơi, con nói tiếng Việt chứ đâu phải nói tiếng Miên đâu, mà tại sao con nhắc hoài, các bác không chịu ghi danh giùm con đi. Rất là thương. Trời đâu lại đi tao hùng cái. Yeah. Chú Việt, đó là những cái tình cảm mà không phải dễ dàng gì mà mình có được. Yeah. Mà không riêng như vậy, trong quý vị biết những năm tháng đại dịch là phải cách ly. Tụi em chỉ có thể từ nhà chạy tới đài đi làm, đài về nhà. Có quán xá nào mở cửa đâu quý vị. Thèm ăn món này, thèm ăn món kia muốn chết. Mà làm sao có để ăn. Thì quý vị biết đúng những lúc đó là thường là nhận được tin nhắn tan tan. Thanh Tùng ơi, tôi để đồ ăn ngoài cửa nha. Trời ơi quý vị, máng sẵn ở cái cửa ngoài, chạy tới đài, máng đồ ăn. Có bữa thì là tô bún bò Huế, có bữa đơn giản chỉ là một ly trà sữa, có bữa là vài cái bánh. Thương lắm, tới đài mà không có dám gặp mặt, bởi vì mùa cách ly mà, gắn cái túi ở trên cái tay nắm của cái cửa đài, rồi chạy ra xe nhắn tin. Nhỏ chạy ra mà không kịp nhìn mặt ai là người đã cất công mang tới cho mình từng miếng bánh như vậy trong mùa đại dịch. Đúng quý vị. Thương vô cùng luôn. Chị Ngân Hà chắc cũng có nhiều kỷ niệm lắm hả? Giống như là Ngân Hà cũng đã chia sẻ với quý vị, thì Ngân Hà với Thanh Thảo mỗi cái hot tip đều có những cái hot tip nhỏ về nhà bếp đó. Thì mình cũng ráng mình lục lọi, giống như mình tìm tòi có những cái bí quyết nào hay để mới chia sẻ với tất cả quý vị. Nhưng mà được cái gì nè, mỗi lần mà quý vị nhắn tin mua cái đó ở đâu, tự nhiên Hà với Thảo thấy xúc động lắm. Tất nhiên là mấy cô chú có coi, có quan tâm, có quan tâm mới hỏi mua cái đó ở đâu rồi cái số lượng là phải bao nhiêu thì mới làm được, cho nên rất là mừng. Nhưng mà Hà với Thanh Thảo là chỉ những cái tip nhỏ trong nhà bếp thôi, nhưng mà Thanh Tùng mới là người cực nhất, tại Thanh Tùng mới là người đem những cái tip và rất là hữu ích, những cái benefit cho quý vị đồng hương. Cho nên tội nghiệp lắm, nhiều khi Thanh Tùng nói chờ chị bữa nay phải trễ một chút, tại vì em phải nhà mà em phải lục lọi, em phải coi thử trên mạng này nọ, rồi em kéo xuống rồi mới có cái chương trình để mà làm. Tự nhiên cái Hà với Thảo hai đứa thấy cũng tội nghiệp Tùng ghê, nói trời sao tội nghiệp dữ vậy. Nghĩa là cái chính trong cái hot tip này là của Thanh Tùng, cho nên Thanh Tùng phải, nghĩa là phải kỳ công cất công rất là nhiều để mà tìm tòi những cái tip nhỏ và trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đưa tin liên tục và nhanh nhất có thể để quý vị có thể cập nhật được, mà mình làm được những cái hữu ích mà của chính phủ. Cho nên Hà
với Thảo là chỉ có cái chiếc nhỏ gì nhà bếp thôi mà hai đứa nhiều khi nhức đầu. Chị à, bữa nay làm gì chị làm nó chị cũng không biết nữa. Tại vì làm nhiều quá rồi mình sẽ cũng hết. Mà Tùng là mỗi tuần và mỗi ngày từ hot new cho đến hot tip. Trời ơi, chị đừng có nói. Nhưng mà bây giờ đó, hot tip với Thanh Tùng ăn khách là nhờ cái tiết mục vô bếp đó. Bây giờ là các bạn hỗ trợ rất là thích cái tiết cái phần mà chia sẻ món ăn ở ngay mỗi một đầu của chương trình đó quý vị. Thích lắm, mà không phải các bà đâu, các ông nữa. Thích cái mùa lắm. Đúng rồi, có nhiều lần đi chợ khi em gặp mấy cô chú, có cô, có chị chạy lại, ôi Thanh Thảo, bữa nay dạy món gì? Xong rồi, chỗ dễ thương quá cho chị chụp hình. Rất là nhiều người có cảm giác là mình được gần gũi với cộng đồng, với mọi người hơn. Điều đó là Thanh Thảo. Mà bây giờ có hot tip mà chị cũng đỡ nha. Mấy chú mà trong chợ á, nói Nga ơi, bữa nay thay dầu. Để mình mua cá chiên á. Mà chị nói thay dầu, biết kêu, nói Nga, bữa nay thay dầu. Cái nó dạ, lấy mấy con cá nó dạ hai con. Còn có cô á, nói Nga, nói gì, nói gà da vàng bự lắm. Đó là mình chạy vô mua. Nghĩa là cũng nhờ có hot tip mà quý vị đồng hương biết Ngân Hà, Thanh Thảo, Thanh Tùng rất là nhiều và chia sẻ những cái nhỏ vậy thôi nhưng mà rất là xúc động. Dạ thương, thương lắm quý vị ơi, đồng hành 3 năm mà được quý vị thương như vậy thì chúng em sẽ tiếp tục nhiều hơn, nhiều năm hơn nữa. Và cũng mong quý vị vẫn đồng hành với tụi em nhiều năm hơn nữa nha quý vị. Rồi, sau phút quảng cáo thì em trở lại thêm nhiều tips dành cho bà con của mình ngày hôm nay. Quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng cứ gọi là chào tới ngủ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến phần 3 tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Hot Tips Thanh Tùng ở phần 3 mang đến quý vị những câu chuyện cảnh giác kẻ gian rình rập mình ở bất cứ mọi lúc mọi nơi, đặc biệt trong mùa thuế, và kể cả những câu chuyện lường gạt mà kẻ gian là người Việt của mình. Người Việt mình mà lừa người Việt của mình, gọi thẳng tên mình để mà lừa gạt. Quý vị ơi, em sẽ kể quý vị nghe. Tuy nhiên trước hết sự giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng vào giờ này. Trung tâm thuế vụ Hàng Lê, chuyên khai thuế cá nhân, hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ Hàng Lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh GMV và đối diện Costco, 408-279-5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Vietnam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craigmore Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tim tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Vietnam Town San Jose, 408-293-5900. Center Pharmacy xin cảm ơn quý đồng hương đã tin tưởng chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. Hiện chúng tôi có rất nhiều bộ COVID test để gửi đến quý đồng hương miễn phí. Chỉ cần gọi cho chúng tôi ở số 408-287-4899. Quý vị sẽ nhận được 4 hộp COVID test mỗi tháng nếu có các loại bảo hiểm Medicare, Medi-Cal, Aetna, US Healthcare và cho người trên 65 tuổi. Center Pharmacy có dược sĩ tận tâm nhiều kinh nghiệm, chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm. Đặc biệt chúng tôi có chích ngừa các loại virus và cúm mà không cần hẹn trước. Center Pharmacy tại 2643 Center Road, Cali 95111, điện thoại 408-287-4899, 408-287-4899. Tôi bắt đầu có triệu chứng COVID-19, vậy tôi phải làm gì? Hãy về nhà ngay và xét nghiệm, hãy ở nhà cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Nếu xét nghiệm dương tính thì hãy tuân theo hướng dẫn cô lập. Kết quả là dương tính và đã hết sốt và các triệu chứng đã thuyên giảm. Nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 thì hãy tuân theo hướng dẫn tiếp xúc gần. Nếu không có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 thì có thể đi học, đi làm trở lại. Kết quả xét nghiệm âm tính thì hãy ở nhà cho đến khi hết sốt và các triệu chứng đã thuyên giảm. Hãy vào trang sccstayhome.org để biết thêm chi tiết về những gì cần phải làm. Rồi, thưa quý vị, hồi nãy ba chị em tụi em mãi mê kể chuyện quý vị nghe nhiều lắm, rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều tình thương mà ba chị em của tụi em nhận được từ quý khán giả. Chỉ mới có 3 năm cộng tác với nhau và gặp gỡ quý vị mà được quý vị thương như vậy thì tụi em mừng.
Rồi với ba chị em của em thì đó là món quà đó. Một cái quà mà quà vô giá của khán giả luôn. Rất nhiều quý vị xem xong chương trình nhắn tin, hỏi thăm, khuyến khích. Mà một trong những bà chị mà cứ mỗi một lần xem xong chương trình là gọi chứ không có nhắn. Gọi để khen, gọi để khích lệ tinh thần đó chị Kim Loan. Chị Kim Loan là khán giả trung thành của đài. Xem xong chương trình là gọi, là khen. Khen lắm, khen nhiều lắm. Rồi khuyến khích tinh thần làm thêm mà chưa kể. Ra chị đi. Chị có mấy cục kẹo, chị có mấy bịch trái cây, chị có mấy cái trái cây sấy khô. Ra lấy về cho cả đài ăn đi em. Một trong những người cũng xem chương trình thường xuyên, xem, khuyến khích tinh thần, xem thường xuyên, tức là khán giả trung thành và tham dự vào chương trình, đúng là chị Bạch Liên. Yeah. Đó, xem chương trình và rồi chia sẻ thêm bí quyết, rồi gửi cho Thanh Thảo. Nhiều lắm quý vị ơi, em kể không hết luôn. Em chỉ mong là quý vị vẫn tiếp tục thương Hot Tips với Thanh Tùng như đã thương trong thời gian vừa qua. Và sẽ cùng đồng hành với nhau thêm trong những năm tháng nữa. Như nãy vừa kể là kể chuyện của khán giả. Bây giờ em kể chuyện với quý vị thân chủ. Ở cái mùa đại dịch làm ăn khó khăn, đài, các đài lớn á, các đài truyền thông của Việt Nam mà đài lớn á, mà còn phải lao đao vất vả bởi vì quảng cáo buông hàng loạt, quảng cáo cancel hủy bỏ hàng loạt. Đến độ các đài truyền hình hay phát thanh lớn của người Việt mình ở Mỹ á, mà còn phải ngửa tay xin tiền bảo trợ của khán giả. Xin quý vị đóng góp cho chúng tôi để đài chúng tôi còn sống. May quá, nét Việt TV với tụi em thì vẫn chưa đến mức phải như vậy. Là sao quý vị? Nhờ với khán giả thương, quý vị mới giới thiệu cho thân chủ quảng cáo. Thân chủ quảng cáo cũng có xem chương trình, rất thích chương trình. Chính quý vị thân chủ gọi điện thoại cho Thanh Tùng, cho Thanh Thảo. Tôi muốn bảo trợ trong cái giờ đó. Giá bao nhiêu tôi cũng hoạch bảo trợ. Chính vì vậy mà quý vị thấy cho tới ngày hôm nay, tụi em có một số lượng tình thương của các nhà bảo trợ cho chương trình. Nhờ vậy mà tụi em có thể yên tâm, vững bụng, tìm nhiều tin tốt, phúc lợi cho bà con mình suốt 3 năm đại dịch vừa qua. Nhiều lắm. Chị Ngọc ở Phở 90 độ nè, ở San Jose. Thanh Tùng, tôi muốn bảo trợ trong chương trình Thanh Tùng nha. Anh Tư Triều Thành, chủ của nhà hàng 360. Thanh Tùng ơi, để dành cho tôi một chỗ trong đó nha. Nhiều lắm quý vị. Tụi em cảm ơn rất là nhiều. Thành ra cảm ơn quý khán giả xong là phải cảm ơn đến quý vị chủ nhân cơ sở thương mại dịch vụ. Tin tưởng tụi em, thương yêu tụi em, cho nên trao gửi cho tụi em cái trách nhiệm là phải giới thiệu các dịch vụ đó đến với bà con mình. Và quý vị đã ủng hộ, quý vị đã đến tận nơi, đến tận nơi ủng hộ luôn. Ăn ở đâu đều nói hết trơn. Quý vị ra nhà hàng 360, nói thẳng với nhà hàng 360, tôi nghe quảng cáo ở trên Netflix TV tôi mới ra ăn đó. Trời ơi, cưng gì đâu quý vị. Cưng gì đâu, không lẽ giờ em kiếm từng quý vị em đè em không mỗi người cả. Thương gì đâu, đi tới đâu cũng là kể chuyện ba chị em tụi em hết. Quý vị ơi, em cảm ơn nhiều lắm nha. Chỉ có điều cũng vậy, em mong quý vị thương thì thương cho trót, quý vị xem hết chương trình, xem đừng bỏ tiếng một nào hết đó. Thì có những tiết mục nào cũng có những cái phúc lợi riêng. Quý vị lỡ mà bỏ sót, quý vị nhớ lên YouTube coi lại giùm em. Quý vị bỏ sót một cái quý vị mất quyền lợi. Mỗi tuần đều có quyền lợi hết trơn. Coi thường xuyên nha quý vị. Không kịp coi trên TV thì mình coi lại trên YouTube nha bà con. Coi xong mình share với nhau, mình giữ lại với nhau. Rồi ở trên đó đều có các đường link cho quý vị lấy xuống, cho đăng ký ghi danh phúc lợi cho mình nha. Đừng bỏ lỡ nha quý vị. Rồi Hot Tips với Thanh Tùng. Còn bây giờ em muốn kể quý vị câu chuyện cảnh giác mới đây. Đây, chuyện xảy ra với cô Hằng Lê. Hằng Lê chuyên viên thế dụ. Thấy một ngày đẹp trời cái có ai đó gọi cho trung tâm thế dụ. Hằng Lê gọi vô trung tâm, gọi mà gọi trái máy luôn, đòi gặp Hằng Lê. Thì Hằng Lê làm sao gặp Hằng Lê được, bận rộn quá, mùa thuế. Thường nhân viên trả lời nhưng không, tôi muốn gặp Hằng Lê. Cái cuối cùng nhân viên phải chuyển vô chị Hằng Lê, cô này có đòi gặp chị Hằng Lê. Dạ tôi là Hằng Lê đây. Thì giọng của cô gái nó bằng tiếng Việt với Hằng Lê. Hằng Lê, chị mới nói với em rằng là hôm qua em đã gieo cho chị 1.800 mà chị biết là em gieo lộn. Bây giờ chị muốn trả lại cho em 1.800. Dĩ nhiên lúc đó Hằng Lê sẽ hết sức là hoang mang. Làm gì có chuyện Hằng Lê nào mà gieo tiền đi. Nhưng đây là cái kiểu đánh vào lòng tham của mình. Dù mình không gửi, nhưng ai đó báo cho mình là mình đã vô tình gửi và họ muốn trả lại tiền. Đây là cái chiêu đánh vào lòng tham. Thì may quá Hằng Lê lại là người chưa bao giờ biết gieo là gì. Đúng rồi. Cuộc đời Hằng Lê, Hằng Lê không có biết xài Uber, không có biết xài Lyft, không có PayPal gì hết á. Thường người khác làm giùm không à.
mà tên trên giấy tờ của Hằng Lê cũng không phải là Hằng Lê nữa, mà cái tên này là tên khác, tên Mỹ. Cho nên Hằng Lê biết liền đây không phải là tiền của mình gửi ra. Thì Hằng Lê bây giờ chị muốn gì? Thì giờ chị nói cho em nghe, em gửi cho chị 1.800, bây giờ chị phải trả cho em chứ đâu phải tiền của chị đâu mà chị giữ. Bây giờ này nè, chị trả cho em mà em phải đưa cho chị account của em ở trên Zelle. Em cung cấp cho chị tên nè, account nè, số điện thoại của em nè, cung cấp tất cả tài khoản, cung cấp thông tin về tài khoản thì chị sẽ gửi tiền cho em liền. Trong trường hợp đó có gì tưởng tượng xem, nếu mà Hằng Lê tham, Hằng Lê cung cấp hết để chị được lấy 1.800, thì có phải là giao hết thông tin cá nhân của mình cho người gian. Người gian đó họ sẽ dùng cái đó để họ truy cập ngược trở lại vào tài khoản của mình để họ lấy hết tiền của mình không? Có đúng gì không quý vị? Cho nên quý vị ơi, đây chỉ là một chiêu đánh vào lòng tham của mình mà thôi. Cẩn thận hết sức, cẩn thận hết sức. Mà rất là buồn là gì? Người Việt mình, người Việt mình đi kiếm người Việt với nhau để mà lường gạt quý vị. Gọi lại thì số phone đó biến mất quý vị. Cái số phone đó nó ăn cắp của người ta mà. Thành ra không có làm gì được, chỉ có cảnh báo cho bà con mình là một. Mùa thuế, quý vị thấy trên các trang mạng xã hội ha, nhăn nhãn những cái câu quảng cáo rằng là liên lạc cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ mang cái tiền thuế về cho quý vị nhiều hơn là số tiền mà quý vị lẽ ra phải nhận được. Nghe ham không? Ủa, ai không ham lấy tiền thuế về nhiều thì mình mới liên lạc với họ, làm sao tôi có thể lấy tiền thuế về nhiều hơn. Ví dụ như thuế năm nay lấy về có 800 à, họ hứa họ lấy về cho mình 2.000. Ham không quý vị? Ham quá. Cuối cùng làm theo lời họ hướng dẫn làm sao? Đây, tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị bằng cách quý vị download liền một cái cái software này để khai thuế. Sau khi download cái software để khai thuế, quý vị điền thông tin vào, chúng tôi sẽ giúp quý vị lấy tiền thuế về nhiều gấp 3 lần số tiền thuế bình thường quý vị lấy. Mình làm theo. Mình download cái software đó xuống máy của mình. Mình mới điền thông tin của mình vô, nó hỏi hết mà. Thông tin cá nhân, nhà ở, số điện thoại. Sau ít phút quảng cáo, Thanh Tùng kể quý vị nghe cái chiêu lừa khủng khiếp này quý vị mà sập bẫy là chết luôn. Nhớ đón xem nha quý vị. Chào mừng quý vị đến phần 4, cũng là phần cuối của tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng ngày hôm nay. Tiểu vị Thanh Tùng đang kể quý vị nghe những chiêu lừa đảo của kẻ gian nhắm vào những người nhẹ dạ, đặc biệt trong mùa thuế. Họ sẽ liên lạc với quý vị, họ nói là họ hứa mang tiền thuế về cho quý vị nhiều hơn số tiền thuế mà quý vị thật sự lấy về, thậm chí gấp 3 lần số tiền thuế thật sự quý vị cầm về. 800 quý vị cầm về, họ nói họ sẽ tìm cho quý vị tiền thuế 2.400, quý vị chịu nổi không? Tin quá. Ví dụ quý vị á, download cái software mà nó cung cấp, download xuống máy của quý vị, sau đó rồi quý vị sẽ điền các câu trả lời vào trong những câu hỏi đã có sẵn trên software. Tên quý vị nè, rồi địa chỉ nhà quý vị nè, nơi quý vị làm việc nè, thu nhập quý vị mỗi năm bao nhiêu nè, số an sinh xã hội quý vị nè, số điện thoại của quý vị nè. Tức là những thông tin cá nhân quan trọng nhất của quý vị đều trả lời trên đó. Nó nói rằng là thì phải trả lời ở trên cái software đó, nó sẽ giúp quý vị điền thông tin, gửi đi để lấy tiền thuế về nhiều mà. Cứ thế mà cung cấp hết thông tin cho họ, với hy vọng sẽ lấy về tiền thuế nhiều hơn nhà sao. Sau đó rồi, nó mới lấy thông tin của quý vị, nó e-file, tức là nó gửi đi qua dạng điện tử cho sở thuế. Tiền của quý vị đó, tiền thuế của quý vị đó, thay vì về nhà quý vị, thì nó chạy trực tiếp vào thẳng ngân hàng của nó. Quý vị sẽ ngồi hoài, không thấy tiền thuế nào của mình về cả. Chừng đó, hỏi lại, thì sở thuế thông báo rằng đã có ai đó khai thuế, quý vị khai thuế tên, hồ sơ quý vị nè. Đấy nè, thu nhập quý vị nè. Và tôi đã gửi tiền cho quý vị ở địa chỉ này nè. Tài khoản này nè, nó mở tài khoản mà tiền nó vô xong nó block, tìm không ra. Quý vị ơi, lại một lần nữa bài học, cẩn thận, cẩn thận hết sức luôn. Cho những người xa lạ mời mọc quý vị khai thuế, nhất là khai thuế trên mạng nha quý vị. Tốt hơn hết mình tới với những trung tâm khai thuế nào mà mình tin tưởng, mình quen biết rồi. Thí dụ trung tâm, thí dụ Hằng Lê là nơi người ta khai thuế mà 365 ngày một năm, ngày nào cũng có mở cửa hết trơn. Có chuyện gì thì níu áo Hằng Lê được. Còn bây giờ mình tới một nơi xa lạ, đụng chuyện sao, sau này có chuyện rồi sao, nhờ giả. Đúng không quý vị? Mà Hằng Lê khai thuế tận tâm nữa nha. Có chuyện gì cứ kiếm Hằng Lê. Rồi, còn bây giờ cho em nhắc với quý vị là phần thông tin về 5 cái số điện thoại của 5 dùng
mà quý vị nhìn thấy trên điện thoại của mình, đừng bao giờ trả lời. Đừng bao giờ trả lời, bởi vì đây là số điện thoại chủ yếu để lừa gạt. Mỗi một lần chị Ngân Hà hay Thanh Thảo mà nhận được số điện thoại lạ gọi tới phone của mình thì sao? Không bao giờ chị bắt. Không bắt phone, Thanh Thảo. Em thì thường không bắt và em copy đúng số phone đó, em vô Google em tra xem đã có ai báo cáo nó là spam chưa. Thì thường em hay làm như vậy, thì thường rất là nhiều. Đó, thì tại vì, nhưng mà may mắn tại vì chị Ngân Hà với Thanh Thảo không phải là người mà buôn bán. Dạ, thành ra mình đúng, có thể làm như vậy được. Dạ. Còn nếu mình là người làm ăn buôn bán, thí dụ như mình làm địa ốc, mình bán bảo hiểm, số điện thoại lạ gọi tới là bốc liền. Đúng không quý vị? Mình đâu có thể nào mình đúng, cancel. Xác, mình không làm ăn thì mình dễ. Đại đa số mà mình không có phải, không bị buộc á, thì thường là nhìn số điện thoại lạ là không có trả lời. Để làm chi? Để sau đó rồi mình nghe tin nhắn, nghe cái lời nhắn coi có cần thiết thì gọi lại, không cần thiết thì thôi. Đa số. Nhưng nếu trong trường hợp quý vị buộc phải trả lời số điện thoại lạ thì sao? Thì quý vị để ý dùm. Những cái mã dùng sau đây quý vị nên tránh nha quý vị. Đây là những trò lừa gạt. Mã dùng 268. Nhóm em mã dùng 268. Đây là mã dùng đến từ Barbuda và Antigua, thường được sử dụng cho những chiến dịch gian lận, lừa đảo mà thôi. 268. Mã dùng 876. Mã dùng 876 là đến từ Jamaica, thường sử dụng cho những trò lừa gạt liên quan tới xổ số, trúng số, xổ số và những trò lừa gạt liên quan tới việc cung cấp cho quý vị công việc làm việc ở nhà. Đây, mã dùng 876. Mã dùng 473 từ Grenada, mã dùng 649 từ Turks, tức là Thổ Nhĩ Kỳ, và Caicos Island, mã dùng 284 từ British Virgin Island, thường là những kẻ gian sử dụng để cho nhiều loại lừa gạt khác nhau. Xin nhắc lại nha. 284, 649, 473, 876, 268. 5 cái mã dùng này gọi tới là tuyệt đối không bắt phone nha quý vị. Rồi, thêm một cái nữa, quý vị sẽ có thể, điện thoại quý vị sẽ có thể bị gặp những cú điện thoại gọi tới để quảng cáo. Dạ. Phiền, vô cùng phiền, đúng không quý vị? Đúng. Bực bội lắm. Nhưng mà nếu mà mình không bắt phone thì khỏi trả lời, nhưng mà mình vẫn bực mình, vẫn phải mở ra coi. Quý vị có muốn tham dự vào một chương trình của chính phủ liên bang, nếu quý vị gia nhập vào chương trình đó, thì chương trình này sẽ bảo vệ cho quý vị bớt đi, không 100% đâu, ít nhất cũng 80-90%. Lọc bỏ bớt những cú điện thoại quảng cáo. Chương trình gọi là Do Not Call. Thanh Thảo nghe rồi. Dạ. Chị Ngân Hàng nghe rồi. Chương trình này có nhiều năm lắm rồi. Nhưng nhiều người quên là mình có. Thành ra quý vị nào muốn tham dự vào chương trình Do Not Call, Thanh Tùng cung cấp cho quý vị một số điện thoại của chính phủ liên bang. Quý vị chỉ cần gọi số điện thoại đó, quý vị tham dự vào chương trình đó, thì kể từ nay điện thoại quý vị sẽ nằm trong danh sách Do Not Call. Tức là danh sách mà những cái người mà quảng cáo đó, họ sẽ bị block, không có làm phiền quý vị. Số điện thoại quý vị. Dạ. Từ ngày Thanh Tùng tham dự vô là đỡ nhiều lắm luôn, cái vụ mà gọi quảng cáo là bớt luôn. Dạ. Này quý vị, ai cần thì xuống bên dưới cái clip của ngày hôm nay, ở cái chữ mua cái clip trên YouTube á, hot tip cho Thanh Tùng hôm nay đó, có chữ mua, click vào cái chữ mua đó sẽ có cung cấp cho quý vị đầy đủ đường link số điện thoại mà chương trình ngày hôm nay có đề cập tới ha, ra cách mà mình thỏa thuận với nhau. Bây giờ quay sang với câu chuyện về thời tiết. Quý vị ơi, quý vị nhớ rằng là cái tuần lễ mới có cách đây 2 ngày thôi. Yeah. Hôm thứ 3 vừa rồi. Không riêng gì vùng Bay Area Bắc Cali mà cả Nam Cali. Tôi nói bão tố tơi bời quý vị. Mà đặc biệt lần này không chỉ là lục mà là gió. Gió thổi có nơi lên tới 78 dặm một giờ. Quý vị tin nổi. Wow. Và chính vì vậy cây cối ngã tưng bừng, ngã đè lên nhà, ngã đè lên xe, ngã đè lên người. Riêng vùng Bay Area của tụi em không thôi đó, 5 người chết. Riêng vùng B của mình 5 người chết vì bị cây cối ngã. 2 người chết ở San Francisco, 1 người chết ở Oakland, 1 người chết ở Walnut Creek, 1 người chết ở Portola. Đó là tổng cộng là 5 người. Thì kể để quý vị thấy rằng là bão tố làm cho nhà cửa bị hư hại. Cho nên trong trường hợp nếu quý vị là nạn nhân của các vụ bão tố hay thiên tai như vậy, chẳng những là bão tố mà là lũ lụt hay là động đất, thì quý vị nên hiểu quý vị có đủ quyền lợi để được bảo vệ và được sự hỗ trợ. Tụi em có biết một cái chương trình này là của liên bang. Nếu nhà của mình bị ảnh hưởng bởi bão tố, thiên tai, lũ lụt, động đất, quý vị sẽ được giảm thuế nha quý vị, được giảm thuế mà thuế bất động sản trên cái nhà của mình.
Tức là mỗi năm người ta sẽ định giá bất động sản của vị bao nhiêu, người ta sẽ tính thuế trên bất động sản đó, mà thường nó tăng chứ không có xuống. Thường nó tăng lên không à. Thì lỡ mà thay đổi tên của người chủ quyền trong căn nhà là nó lên liền. Dạ. Quý vị nhớ không? Nếu quý vị là nạn nhân của thiên tai, quý vị ghi danh vào chương trình thì thuế bất động sản của quý vị sẽ được giảm đi. Người ta sẽ xem xét là sẽ giảm đi. Nếu quý vị đủ điều kiện người ta sẽ giảm đi. Tụi em có thông tin cho quý vị. Đây, tụi em có một cái trang web đầy đủ thông tin giải thích để quý vị được thứ nhất giảm thuế bất động sản cho căn nhà của mình nếu bị thiệt hại bởi thiên tai lũ lụt. Và sẽ có chương trình hỗ trợ cho quý vị tái thiết lại căn nhà của mình, cơ sở thương mại của mình sau bão tố, thiên tai, động đất. Có đầy đủ thông tin hết. Ai cần đường link vào bên dưới của cái clip ngày hôm nay, quý vị click vào cái chữ mua, ở đó sẽ có đường link đầy đủ cho quý vị tải về, đọc, rồi mình ghi danh nha quý vị ha. Rồi, em nhắc lại thông tin, còn thông tin này là mình đã có rồi, đã nói rồi trong nhiều ngày rồi, nhưng hôm nay muốn nhắc lại lần nữa liên quan tới bão tố. Nếu sau khi cơ sở thương mại, dịch vụ hoặc nhà của quý vị bị hư hại bởi bão tố vừa qua, thì đừng quên là cơ quan SBA, SBA có nghĩa là Small Business Association, Hiệp hội Tiểu thương của nước Mỹ đó, họ đang cho quý vị vay tiền để quý vị sửa chữa nhà cửa, cơ sở thương mại. Quý vị nhớ không? Mình có nói chương trình này rồi. Yeah. Chương trình này đó là chi ra 6.964.000 giúp đỡ cho khoảng 43 riêng cho business á là 6.964.000, riêng cho cư dân là 43.239.200 đồng là tiền giúp cho cư dân mà để vay ra, cho vay đó thì cơ sở thương mại được vay lên tới 2 triệu. Còn nếu mà mình không phải cơ sở thương mại, mình chỉ là chủ nhà bình thường đó, thì mình có thể vay lên tới tối đa 40.000, tiền lời rất là thấp mà trả tiền góp trong vòng 30 năm. Em có nói chương trình này rồi. Nếu quý vị mà muốn biết thêm về chương trình này, mình vay của cơ quan tiểu thương 30 năm mới trả quý vị, mà 1 năm sau mới bắt đầu trả góp. Mình dùng tiền đó mình tái thiết cơ sở thương mại dịch vụ của mình 2 triệu nha quý vị. Giờ quý vị cần thông tin cũng vào bên dưới cái clip của ngày hôm nay trên YouTube, chữ mua sẽ có đường link cho quý vị lấy về apply ghi danh. Rồi, tụi em chúc quý vị cuối tuần lễ này, mình cuối tuần lễ là cuối tuần đầu tiên của mùa xuân. Mùa xuân không? Dạ. Mình đã vào mùa xuân rồi, nhưng không có thấy xuân đâu hết trơn, thấy bão tố tơi bời luôn. Giữ sức khỏe nha bà con. Ngày mai cái thứ bảy tuần này em đi show ở bên Atlantic City, sòng bài Bugada. Bà con mình ở miền Đông Hoa Kỳ mà muốn có một cái đêm văn nghệ thật vui, thật hay đó, có Hồ Ngọc Hà, có Quang Linh, có Quang Dũng, có Lan Trường. Hấp dẫn lắm, em làm MC sòng bài Bugada Atlantic City tối thứ bảy tuần này nha quý vị. Rồi, bây giờ mời chị Ngân Hà. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Thái Thảo xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị. Quý vị thương nhớ giúp giới thiệu chương trình này với các cơ sở thương mại dịch vụ. Đi ăn ở đâu, đi uống đâu, đi sửa xe ở đâu, nhớ giới thiệu tụi em giùm. Rồi nếu mà tụi em được bảo trợ nhiều, tụi em vững tâm nhiều tin tốt lành, nhiều phúc lợi dành cho quý vị nhiều hơn nữa nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa ba chị em tụi em chúc quý vị cuối tuần vui vẻ.